Sáng 17 tháng 5, tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Võ Tấn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Dương Minh Tuấn, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại buổi lễ. Thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo từ rất sớm bằng nhiều kế hoạch cụ thể. Công tác quán triệt, tuyên truyền đã được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục răng đe cao, phòng ngừa các sai phạm. Đặc biệt, Ban thư vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã chủ động ra soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm, phức tạp được cán bộ đảng viên và dư luận quan tâm, những vấn đề là điểm nghẽn tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết và đã có chuyển biến tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân cần phải tích cực học tập tư tưởng, đạo đức cách mạng và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh đưa việc học tập bác trở thành nếp sống, cách nghĩ, cách làm của mỗi người. Cùng với đó, cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập bác sang làm theo bác, cụ thể hóa bằng những kế hoạch, chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, cần thực hiện đồng thời giữa việc học tập, làm theo bác và nêu gương, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba việc này. Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm tiên phong gương mẫu với nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị mà trước hết là các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân nhằm tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của ban tuyên giáo trung ương, bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.